đã qua, việc thực hiện chuyển đổi số cũng như ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác dạy và học trên địa bàn huyện Đầm Dơi được triển khai nhanh chóng và mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong đó dễ nhận thấy nhất là sự chuyển biến trong nhận thức, tăng tính năng động của đội ngũ giáo viên và học sinh về việc tiếp cận nhanh các ứng dụng, những tiện ích trong dạy và học trên môi trường số. Hiện nay, ngành giáo dục và đào tạo huyện Đầm Dơi đã chỉ đạo các nhà trường tích cực trong việc đầu tư trang bị hạ tầng công nghệ thông tin để từng bước đáp ứng yêu cầu trong việc chuyển đổi số trong giáo dục. Trong đó, cơ bản các nhà trường đã có thiết bị máy tính điện tử, các loại mạng kết nối như mạng không dây 4G, 5G, đường truyền cáp quang. Một số trường đầu tư đường trục Internet băng thông rộng và đã trang bị và vận hành các phần mềm quản lý nhà trường, 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan đơn vị nhà nước và các cơ sở giáo dục với phòng giáo dục và đào tạo được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng. Hiện nay, 100% công chức viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật, phổ cập kỹ năng số cơ bản. Các cuộc tập huấn chuyên môn nghiệp vụ của ngành cũng được thực hiện dưới hình thức trực tuyến, nên việc triển khai cũng nhanh chóng, tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian hơn trước. Hệ thống hồ sơ sổ sách nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được các cơ sở giáo dục số hóa 100%. Các cơ sở giáo dục từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý nhà trường, quản lý học sinh. Cái việc ứng dụng công nghệ thông tin thì và chuyển đổi số trong ngành giáo dục thì nó sẽ mở ra một cái hướng mới trong ngành giáo dục. Thì về công tác giảng dạy thì giáo viên có nhiều cái đổi mới trong cái phương pháp dạy học. Rồi ứng dụng công nghệ thông tin thì nó hỗ trợ cho cái việc tìm hiểu về học liệu trên cơ sở dùng chung của Bộ Giáo dục thì nó rất là thuận lợi. Môi trường học tập thì nó linh hoạt hơn. Rồi tài nguyên học tập thì nó rất là vô hạn trên cái môi trường mạng, giúp học sinh có khả năng là tư duy và tăng cái tính tự học, tạo điều kiện cho học sinh phát triển về cái kỹ năng sống cũng như là phát triển một số cái kỹ năng mềm, tạo điều kiện cho các em trong cái quá trình phát triển trong. Không chỉ tiện ích cho công tác quản lý mà việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy còn được các thầy cô giáo tìm tòi, mở rộng áp dụng thêm các phương pháp mới, ứng dụng công nghệ vào các công cụ hỗ trợ giảng dạy, tạo được môi trường học tập linh hoạt hơn từ máy vi tính cho đến điện thoại thông minh. Chuyển đổi số giúp cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng dạy học. Được đánh giá là một trong những điểm trường thực hiện tốt công tác chuyển đổi số để ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dạy học và kiểm tra đánh giá là trường Trung học Phổ thông Đầm Dơi. Để bắt nhịp nhanh, nhà trường đã triển khai đến toàn bộ các giáo viên tăng cường ứng dụng các phần mềm dạy học, xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử, kỹ năng tổ chức giao bài, kiểm tra trên các phần mềm như K12 Online, SUP, Classroom. Trường Trung học Phổ thông Đầm Dơi hiện trang bị tất cả các phòng học đều có TV, màn hình lớn và kết nối Internet riêng cho từng phòng học, phục vụ cho tất cả học sinh có thể truy cập Internet cùng lúc, thuận lợi cho các em khi tra cứu nội dung bài học khi cần thiết, phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học. Phòng học tiếng Anh của trường cũng là phòng lab có màn hình lớn, tương tác thông minh. Các phòng thực hành tin học với hơn 100 máy vi tính đều sử dụng hiệu quả. Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý, trường Trung học Phổ thông Đầm Dơi đã trang bị lắp camera ở tất cả các phòng học và các phòng chức năng để thuận lợi hơn trong công tác theo dõi, quản lý hoạt động dạy và học. Phối hợp với Viettel hướng dẫn cho học sinh 3 khối cài đặt app tiến tới cho học sinh toán học phí, các khoản thu bằng hình thức trực tuyến không dùng tiền mặt. Khi ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số vào dạy học thì hiệu quả thứ nhất là công tác quản lý của lãnh đạo nhà trường tương đối thuận lợi và nhẹ nhàng. Giáo viên thì giảm rất là nhiều áp lực hồ sơ giấy như thực hiện trước đây, rất là thuận lợi. Học sinh thì các em được học qua các cái bài giảng, qua các cái bài giảng điện tử mà thầy cô soạn, bài giảng báo bôi thì hiệu quả đem lại khá là cao. Cụ thể các cái kết quả như là học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi quốc gia và kết quả kỳ thi tốt nghiệp đã mang lại hiệu quả rất là tốt sau khi thực hiện công tác chuyển đổi số, ứng dụng thông tin vào dạy học. Một trong những điểm trường quan tâm đến chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học là trường tiểu học Trà Là, xã Trần Phán.
Năm học này trường có 20 lớp với hơn 600 học sinh theo học. Để phục vụ cho công tác này, các phòng học của trường đều lắp đặt TV màn hình LED, vận động thầy cô sử dụng máy tính cá nhân để soạn giáo án, thực hiện các bài giảng trình chiếu nhằm tăng tính sôi động, hấp dẫn cho học sinh. Bên cạnh đó cũng giới thiệu đến các em về thư viện điện tử để các em có thể tìm hiểu hoặc nhờ phụ huynh tra cứu nội dung học tập cho các em. Qua cái việc ứng dụng công nghệ thông tin của nhà trường thì đem lại cái hiệu quả rất là khả quan, như nâng cao cái chất lượng giáo dục và cũng như cái việc giảng dạy hàng ngày của giáo viên, và đặc biệt nữa là trong công tác quản lý rất là thuận tiện cho cái việc kiểm tra, tại vì tất cả các cái hồ sơ của cán bộ giáo viên thì mình đưa lên trên hệ thống quản lý trên các cái phần mềm, cho nên là trong cái công tác kiểm tra rất là thuận tiện. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì cũng còn một số cái mặt khó khăn, như bên giáo viên lớn tuổi á, thì việc ứng dụng thì cũng chưa được kịp thời, qua phải luyện tập nhiều lần mới thực hiện được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái khó khăn nữa là về cơ sở hạ tầng, như máy tính để giảng dạy trên lớp của giáo viên thì chủ yếu là mình vận động giáo viên là sử dụng máy tính cá nhân để thực hiện trong cái công tác giảng dạy. Nói chung thì phần lớn thì được giáo viên đồng tình ủng hộ, thì phần tất cả giáo viên đều có máy tính cá nhân để giảng dạy tại lớp, và hướng trong thời gian sắp tới thì tiếp tục tăng cường trong cái việc ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy mạnh các cái hoạt động trong nhà trường. Vì vậy, để triển khai chuyển đổi số trong giáo dục mạnh mẽ hơn nữa thời gian tới thì các trường học và tổ chức giáo dục cần được đầu tư nhiều hơn nữa vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cung cấp các thiết bị công nghệ và đào tạo nhân lực cho các trường học. Từ đó mới có thể nắm bắt xu thế chuyển đổi số giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học một cách nhanh, mạnh và bền vững trong tương lai.